xin chào tất cả các bác trở lại với kênh Cao GVL Hoàng Mai. Tiếp tục lại là một chuyến đi Hải Phòng. Các bác Hải Phòng đã ủng hộ em Cao. Giờ đây là tại Bắc Khương, Kiến Thụy, Hải Phòng. Em hôm nay có xuống đây để set up một cấu hình mini, nhưng sức tàn phá nó cực kỳ khủng khiếp đó nhá. Xin mời tất cả các bác cùng em Cao sẽ vào với một cấu hình của anh Khương, Kiến Thụy, Hải Phòng. Trước mắt tất cả các bác đây là một cái cấu hình rất là mini. Đó là một con LA48 và một con đẩy để đánh súp, một quản lý nguồn, một con vang và một bộ mic APM9, hàng chính hãng. Tại sao mà các bác bảo là chơi đến cái tầm này rồi mà không chơi một hai bộ mic sen, thì cái đấy là tí nữa em phải hỏi bác ý nhá. Đấy. Có thể bác ấy muốn làm hai tăng đấy, cho nên là có thể bác ấy quý em lại muốn quay lại lần nữa, thì không thể thiếu đó là cái trái tim của nó. Đó là một con LA48 sản sinh công suất 1.300W ở 8 ohm và 2.300W ở 4 ohm, đến từ đất nước Thụy Điển và cực sạch sẽ các bác nhá. Các bác không cần phải nghe, các bác cứ tới em Cao, các bác nghe luôn hai bên so sánh trực tiếp thì các bác sẽ thấy ngay những vấn đề của LA48, xem là nó led và nó phê như nào đó nhá. Ngoài ra còn một chiếc súp 718, tình trạng là hàng bãi nhưng mà các bác nhìn khá là luột lạ. Mỗi một hàng của bên em Cao tuyển chọn thì các bác nhìn lúc nào nó cũng gọi là trông lúc nào tươi trẻ đẹp trai, cảm ơn nhá. Và đây nữa một cái cấu hình 712, thì hôm nay thật ra thì có quyển sách đây rồi nhỉ? Đây là một cấu hình 712, thì hôm nay là nó rất nhiều cái vấn đề xảy ra của chỗ nhà bác Khương rồi, anh em không chuẩn bị kịp. Tức là muốn cái gì tốt đẹp nhất cho khách hàng thì ngày hôm nay đó là đôi cặp 712, và khi chúng em mà xuống nhà tủ một bên thấp bên cao, và bác chủ có nói là có thể dàn cho anh ra nhưng mà quá mất công ở cái chỗ không chuẩn bị được trước, đồ đạc thiếu, và chúng em sẽ chờ đợi đến gần đến muộn, chúng em cố gắng làm cái gì mà trọn vẹn nhất cho khách hàng. Trên đây là bé hạt tiêu đấy, cay lắm đấy các bạn, chứ không phải bình thường đâu, độ cay của nó là cay kinh luôn đấy. Một trong những model cực kỳ hot mini cho gia đình, với công suất 800W trung bình và 1.000, maximum lên tới 1.600W, thì các bác phải biết được rằng sức tàn phá nó khá dã man luôn. Và xin thưa với các bác là em Cao hiện nay đang sở hữu 4 cặp thì mất 2 rồi, còn 2 cặp nữa. Nếu như bác nào yêu cầu thì hãy alo em Cao để có giá tốt nhất và một cấu hình. Một lần nữa rất có duyên với rất nhiều các bác ở Hải Phòng, em xin cảm ơn các bác, các chú, các anh tại Hải Phòng và đã luôn tin tưởng ủng hộ em Cao. Và xin chào và hẹn gặp lại các bác clip gần nhất. Bác nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn nút đăng ký kênh Cao GVL Hoàng Mai để liên tục nhận các thông báo review của em Cao gửi đến tất cả các bác. Xin chào và hẹn gặp lại các bác clip gần nhất các bác nhá. Đời ai ba năm nữa quên mình thôi khói lờ, bởi xuân đến với tôi. Giờ này còn đôi chút riêng tôi xin từ chối, mà xuân chẳng gì đâu. Làm xuân chẳng gì đời, xuân là của muôn mặc tình xuân lá, xuân chẳng phải riêng ai, xuân đi rồi xuân tới, ngày gian xuân kém vui. 20 mấy tuổi đời ai góp ai đời,
ôi xóm xa đầy vui. Đời ai ba năm nữa quê mình trôi khói lửa, mời xuân đến với thân chỉ chân lù hai, hỏi xuân có gì vui, hỏi xuân có gì vui, xuân làm dáng cho đời đẹp lòng giây phút. Tôi đất nước hai nơi, xuân đi làm sao tới, dường dài xin chớn lui. Xin chào tất cả các bác của khán giả của Cao JBL Hoàng Mai. Hiện nay em đang có mặt tại Kiến Thụy Hải Phòng. Và hôm nay em xuống là có một cái bí mật khá lớn, đó là bác gái còn máu hơn bác trai. Đấy, bác gái mà vụt luôn bích sen thì sao còn cứ lửa trường xuân này, bác gái mà trèo cao sợ không xuống. Thì hôm nay em có tới Kiến Thụy Hải Phòng nhà bác Hương, thôn Thái Lai, Kiến Thụy Hải Phòng để set up cho hai bác một cấu hình. Thì xin bác những cái lời chia sẻ chân thật nhất mà bác cảm nghĩ về em Cao. Bác hãy cho em Cao và khán giả của em Cao JBL được biết em Cao làm như thế nào trong quá trình làm việc, và đến giờ phút này như hoàn thiện cho bác, thì bác có ưng ý hay không thì bác cứ nói cho tất cả khán giả của JBL Cao JBL Hoàng Mai được biết các bác nhá. Xin chào với mọi anh em trong mọi miền Tổ quốc. Tôi cũng đã yêu mến kênh của anh Cao, cũng đã tìm hiểu rất là lâu rồi. Vừa rồi cũng anh có về được một số hàng, rồi cũng ưng ý là muốn nhờ anh chuyển về. Thế là cái bộ này nó cũng rất là ưng ý với gia đình. Thế là xây đắp xong thì gia đình cũng hát rồi. Không có gì gọi là nói gì hơn, thứ nhất là cảm ơn anh Cao. Anh về là lắp đặt rất là nhiệt tình. Về đây đã lắp cho gia đình nội bộ này là chúng tôi là rất là ưng ý nhá. Cảm ơn nhá. Cảm ơn bác nhá. Cảm ơn hai bác. Dạ. Đấy, có biểu tí.